Miên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú và anh chị đang theo dõi kênh tư vấn phong thủy của Phong Thủy Thái Miên, để mà tiếp tục lắng nghe những cái chia sẻ đến từ đội ngũ trợ lý cũng như đội ngũ chuyên gia của Phong Thủy Thái Miên. Các cô chú anh chị vui lòng có thể đăng ký, bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông để được lắng nghe những cái kiến thức phong thủy chính tông từ tà và phái. Trong phong thủy, với cái việc mà chúng ta ứng dụng phong thủy để kiến tạo lên một cái không gian sống và môi trường sống hoàn hảo nương theo những cái điều kiện tự nhiên, tức là lấy được yếu tố khí tự nhiên trong cái thiên khí cũng như địa khí để con người chúng ta là nhân khí có sự hòa hợp thiên địa nhân, thì việc đó kiến tạo lên tổng thể một cái không gian sống, cách cuộc sống và môi trường sống giúp chúng ta hòa hợp giữa con người đất trời và thiên nhiên, cũng như là bảo toàn được những cái năng lượng thật tốt cũng như là bổ trợ thêm yếu tố thân khí cho bản thân chúng ta và các thành viên trong gia đình. Điều đấy là điều tuyệt vời mà chúng ta nên ứng dụng phong thủy trong cuộc sống này, vì rằng là phong thủy là một môn khoa học luôn hiện hữu trong cuộc sống. Chúng ta có đồng ý không đồng ý thì nó vẫn luôn tồn tại, đúng không ạ? Và trong cuộc sống thì không phải lúc nào chúng ta có thể nắm bắt được hết tất cả những cái hình thế sát mà ảnh hưởng đến yếu tố phong thủy trong ngôi nhà chúng ta. Và trong chuỗi những video này thì Phong Thủy Thái Miên sẽ xin phép chia sẻ đến các cô chú chị những cái hình thế sát mà trong cuộc sống hay trong thường nhật hàng ngày chúng ta vừa quan sát được. Và ngày hôm nay chúng ta cũng nói đến yếu tố đó là xuyên tâm sát. Xuyên tâm sát là hiện tượng mà cái yếu tố hiện tượng dòng khí nó trực đến cái ngôi nhà chúng ta thông qua cái đường khí di chuyển của thủy, tức là ví như là trong cái đường nước chảy thì chúng ta có thể xét đến cái đường nước đi, đường nước chảy của dòng sông hay là dòng suối hay là kênh mương, nhưng mà đối với trong cuộc sống, ví dụ con đường mà lưu thông đi lại chính là cái đường dẫn khí, đường dẫn thủy. Bởi thế cho nên là nếu như cái cửa của ngôi nhà chúng ta, các cô chú ý chị hình dung, nếu như mở cửa bước ra khỏi nhà mà chúng ta nhìn thấy cả một cái đoạn sông nó phi thẳng vào ngôi nhà chúng ta, hay chúng ta có thể nhìn thấy cả một con đường phía trước mà nó đi thẳng tuột vào ngôi nhà chúng ta như thế này, hay chúng ta cũng có thể thấy rằng là mở cửa ra cả một đoạn ngõ nó đi thẳng vào phía cửa nhà chúng ta, thì rất là nguy hiểm đối với việc ngôi nhà của cô chú anh chị đã phạm phải một trong những hình thế sát rất lớn, đó là xuyên tâm sát. Xuyên tâm sát là hiện tượng dòng khí nó trực xuyên đi vào thẳng cửa và đi vào phía bên trong ngôi nhà của cô chú anh chị, đặc biệt đối với những ngôi nhà mà phía cửa chính và phía cửa hậu nó lại thông một đường. Tức là các cô chú anh chị hình dung là nếu như có một cái dòng khí, tức là một cái luồng gió nó thổi từ phía cửa trước ngôi nhà và lại đi thông ra phía cửa sau ngay, đặc biệt là đối với những ngôi nhà mà có cái diện tích mặt tiền nhỏ hẹp nhưng chiều sâu ngôi nhà rất sâu, đó là diện tích đối với những cách cục của ngôi nhà ống, thì đây là một trong những trạng thái sát mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong cuộc sống. Bước mặt ra khỏi cửa nhìn thấy cả một đoạn đường đi thẳng về phía ngôi nhà chúng ta và đi tiếp vào trong ngôi nhà lại đi thẳng về cửa sau. Như vậy các cô chú ý chị hình dung là cả một luồng gió nó thổi, nó thông từ phía trước ra phía sau, thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay cái việc đó, là cảm nhận thấy ngay cái yếu tố đó là tài lộc sẽ không giữ được. Tài lộc sẽ không thể nào giữ được đối với việc mà dòng khí nó không thể tụ mà nó sẽ bị tán khí và xuyên từ phía trước ra đằng sau. Do đó rằng là kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng có thể bị thất thoát bấy nhiêu thông qua cái việc mà chúng ta bị thoát khí cũng như thoát tài lộc. Hay đặc biệt trong cái việc đó là đối với tốc độ lưu thông khí của cả một cái con đường hay cả một cái dòng sông nó đi như vậy, nếu như các cô chú ý chị hình dung cả một đoạn đường nó đi thẳng vào phía nhà chúng ta như thế, rủi may có một chiếc xe nó mất phanh hẳn, thì các cô chú ý chị hình dung có thể phi thẳng vào phía cửa nhà chúng ta một cách dễ dàng, và điều này rất nguy hiểm đối với việc là an toàn giao thông và ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái tính mạng cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đúng không ạ? Do đó là trong phong thủy chúng ta tuyệt đối không nên lựa chọn một ngôi nhà, hay là tuyệt đối không nên xây dựng cơ nới một ngôi nhà, xây mới một ngôi nhà mà trên cách cục đất mà nó phạm phải yếu tố là xuyên tâm sát như thế này. Bởi vậy cho nên là cái yếu tố xuyên tâm sát đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe các thành viên trong gia đình. Các thành viên trong gia đình tính tình dễ bị nóng nảy và đặc biệt mắc các cái chứng bệnh liên quan đến mất máu, thương tật, hay là các cái yếu tố về sự khắc khẩu đến các thành viên trong gia đình dễ cãi cọ, xung khắc, và đặc biệt ảnh hưởng đến cái việc đó là hạnh phúc gia đình, và thậm chí có thể mâu thuẫn dẫn đến cái việc đó là gây ra mâu thuẫn hoặc là gây ra những cái xích mích trong ngôi nhà, có thể gây thương tật lẫn nhau, thì cái điều này là cái điều rất mà ảnh hưởng mà chúng ta nên tránh trong cuộc sống. Tuy nhiên một số điều là một số các cô chú anh chị không có biết, mà chúng ta lựa chọn những ngôi nhà mà tại những cái địa thế ngã ba hoặc ngã tư để thuận lợi cho cái việc kinh doanh của mình chẳng hạn, nhưng vô tình chúng ta không thể biết đến cái kiến thức này, thì là lựa chọn một cái ngôi nhà mà phạm ngay cái yếu tố đó là xuyên tâm sát, cái dòng khí nó đi thẳng vào phía cửa nhà chúng ta, và đặc biệt cái nhà ống mà lại có cửa sau nữa thì đi xuyên hết ra phía sau, điều này vô cùng nguy hiểm mà chúng ta cần phải tránh. Hay đặc biệt là nếu những ngôi nhà mà ở phía ngõ sâu mà cả một cái đoạn ngõ nó đi đến kịch ngõ thì lại gặp cái cổng của chúng ta chẳng hạn, thì cái cổng đấy là đi thẳng vào cửa nhà, hay là đi kịch ngõ thì lại gặp ngay cái cửa nhà chúng ta chẳng hạn. Các cô chú anh chị cứ hình dung là cả một cái đoạn ngõ như thế, nếu như trong cái trường hợp có một cơn gió nó lùa tất cả những cái bụi bẩn, những cái rác, thì cái phần rác nó sẽ tụ ở đâu, nó sẽ tụ ngay cái cổng chúng ta. Điều này về yếu tố thẩm mỹ nó đã không được đẹp rồi, đúng không ạ? Chứ chưa nói đến yếu tố phong thủy.
Bởi vậy cho nên nếu như ngôi nhà chúng ta gặp phải những trường hợp thế sát như vậy, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến yếu tố các thành viên trong gia đình, đặc biệt là các thành viên vào những năm mà vận khí không được tốt, như vào những năm tam tai hay vào những năm mà thái tuế ảnh hưởng, trực thái tuế xung phá và hại thái tuế, thì điều này vô cùng xấu đối với các thành viên trong ngôi nhà. Hay đặc biệt vào những năm mà yếu tố thiên khí bất lợi và những năm mà ngũ hành đại sát đến hướng, hoặc là nhiễm mệnh phù hoặc là tam bích tinh khí đến hướng, thì đều có những cái sự ảnh hưởng rất xấu đến với trực tiếp cái trường khí ngôi nhà cũng như các thành viên sống trong cái ngôi nhà này, mà chúng ta cần phải chú ý để mà có phương án phòng tránh và hóa giải tốt nhất. Đó là nếu như chúng ta có cơ hội lựa chọn một trạch đất mới và xây dựng ngôi nhà, chúng ta cần phải tránh ngay phương án đầu tiên. Đó là nếu như phía đằng trước cái trạch đấy, phía trước cái ngôi nhà chúng ta được xây lại có cả một đoạn đường, cả một đoạn ngõ hay cả một cái dòng suối, dòng khe nước mà nó đi thẳng vào ngôi nhà chúng ta, thì tuyệt đối chúng ta không nên chọn. Bởi vì rằng là như thế sẽ làm nó xấu phong thủy, mà nếu như chúng ta lại còn chọn cái nhà hợp hướng nữa thì điều đấy là vô cùng nguy hiểm, bởi chúng ta đang rất hợp với cái xấu. Do đó là nếu ngay phương án đầu tiên chúng ta lựa chọn đất để xây nhà, gặp phải trường hợp sát đó chúng ta loại luôn. Trong trường hợp nếu như chúng ta lựa chọn mua một ngôi nhà mà đang có rồi để chúng ta tiến hành chúng ta ở, thì cũng nên tránh tuyệt đối với việc là những ngôi nhà cuối ngõ, những ngôi nhà mà cuối đường hay những ngôi nhà mà mở cửa ra nhìn thấy cả một con đường đi vào, thế chúng ta cần phải tránh tuyệt đối. Mặt bằng kinh doanh chúng ta cũng không nên chọn những mặt bằng kinh doanh này. Hay là trong cái trường hợp đó là ngôi nhà chúng ta đang ở rồi và trong cái quy hoạch đô thị hay quy hoạch đường xá và cuối cùng lại tạo ra ngay một con đường mà nó đi thẳng ngôi nhà chúng ta, thế thì chắc chắn vào những năm mà khi mà con đường được sử dụng thì vô tình sẽ tạo ra cái yếu tố bất lợi, ảnh hưởng ngay trực tiếp đến cái yếu tố phong thủy của các thành viên trong gia đình mình. Thì trong trường hợp như thế thì một là chúng ta hóa giải, hai chúng ta có thể là lựa chọn một trạch đất khác, một cái môi trường sống khác, một cái ngôi nhà khác chúng ta ở và bán cái ngôi nhà đi. Nếu trong trường hợp chúng ta không thể bán đi được thì các cô chú anh chị nên lưu tâm sử dụng phương án hóa giải. Phương án hóa giải đây là các cô chú anh chị có thể sử dụng một trong những cái vật phẩm để mà xử lý. Thứ nhất đó là sử dụng cái vật phẩm là bạch ngọc thanh cảm đương. Vật phẩm bạch ngọc thanh cảm đương được thiết kế bởi cái phiến bạch ngọc trắng mang yếu tố dương khí rất là hữu hiệu trong việc hóa giải những cái trường hợp đó là âm khí hoặc là những trường hợp nhà phạm xung sát. Các cô chú anh chị biết là trong linh kiện điện tử có một cái linh kiện đó là thạch anh. Đối với linh kiện thạch anh được chế tác, được thiết kế và chế tác lên từ cái thành phần đó là đá thạch anh, nó tạo ra những cái xung nhịp đếm, chính là những cái xung nhịp đếm dây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ấy. Thì linh kiện thạch anh trong cái thiết bị điện tử đếm như đồng hồ, nó chính là chế tác và thiết kế cũng như lấy từ cái tinh thể thạch anh. Do đó với việc chúng ta sử dụng cái phiến đá thái sơn thạch cẩm đương được chế tác từ bạch ngọc, từ đá thạch anh, thì nó tạo ra xung nhịp để đẩy lui những cái trường khí xấu, những cái sát khí đến với ngôi nhà chúng ta như vậy. Đặc biệt với cái việc đó là vật phẩm thái sơn thạch cẩm đương được khắc với dòng chữ thái sơn thạch cẩm đương và đồ hình âm dương văn quái ở phía trên với chất liệu bằng đỏ chu sa, thì nó mang yếu tố tịch tà, hóa sát và hóa giải những cái sát khí rất hữu hiệu trong việc hóa giải ngôi nhà phạm sát khí như thế này. Tuy không phải là 100%, tuy nhiên là chúng ta sử dụng vật phẩm thì chắc chắn nó sẽ trở nên là hữu ích hơn với cái việc là chúng ta lãnh trọng toàn bộ khí xấu đối với ngôi nhà chúng ta như thế. Ngoài ra các cô chú ý chị cũng có thể lưu tâm sử dụng thêm cái vật phẩm đó là gương bát quái cốt đào của lồi. Với cái vật phẩm gương bát quái cốt đào của lồi được thiết kế từ gỗ đào, là loại gỗ mà mang yếu tố về tịch tà hóa sát rất là tốt. Trên cái mặt gương được gắn một chiếc gương cầu lồi với cái mức độ phản lại cái dòng khí rất là tốt để giúp cho việc hóa giải cái sát khí trực đến ngôi nhà chúng ta. Ngoài ra cái đồ hình quẻ thiên thiên bát quái cũng như là đồ hình cổ tinh được khắc nổi ở trên cái gương bát quái có đào hổ phù và phía sau là có phù chương tài hóa sát chấn chạch nữa, thì nó giúp cho cái việc ngôi nhà chúng ta nó vững chạch đất hơn, chấn chạch chi bảo và mang lại yếu tố cắt lành hơn đối với ngôi nhà chúng ta nếu như bị phạm sát. Về lâu về dài thì các cô chú chị nên lưu tâm đó là chúng ta xử lý thật nhanh cái ngôi nhà này để mà lựa chọn một trực tiếp khác hoặc một ngôi nhà khác để chúng ta tiến hành là khảo sát và thiết kế mới lên, thì nó sẽ trở nên tốt hơn. Và để thông tin chi tiết hơn những cái yếu tố liên quan đến thông tin đối với sát khí đó là xuyên tâm sát, thì các cô chú anh chị cũng có thể gọi điện đến số 1900292 bằng nhánh số 1 để được hỗ trợ lý của phòng thủy nhân viên tư vấn đến các cô chú anh chị một cách tốt nhất, hoặc cũng có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội tại phòng 510 tòa nhà 34B đường Hoàng Hoa Thụy, cầu Giấy, Hà Nội để được hỗ trợ lý của phòng thủy nhân viên tư vấn giúp các cô chú anh chị. Nếu như chúng ta có cơ hội lựa chọn một trạch đất mới để chúng ta xây dựng một ngôi nhà, thì nên sử dụng cái dịch vụ liên quan đến khảo sát tư vấn thiết kế một ngôi nhà của phòng thủy nhân viên, thì sẽ giúp cho cái môi trường sống, không gian sống của các cô chú anh chị trở nên hài hòa và tốt hơn. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong những video phân tích tiếp theo.